Vâng, xin chào các bạn. Trên tay mình có đây là một chiếc ốp lưng. Đây là một trong chiếc ốp lưng chống sốc và chống va đập tốt nhất cho Samsung Galaxy S7 hiện tại có trên thị trường. Đây là một sản phẩm chính hãng của Spear, chiếc ốp lưng SCP Touch Armor, dòng ốp lưng chống sốc quá là nổi tiếng rồi. Spear là một thương hiệu phụ kiện tại Mỹ và sản phẩm này thì được sản xuất tại Hàn Quốc, với những cái chất lượng cũng cái độ hoàn thiện của nó là thuộc top đầu ở trên thị trường hiện tại bây giờ. Sản phẩm này thì có đầy đủ tất cả là 3 màu để mình có thể lựa chọn. Mình đang có trên tay là màu vàng gold và màu đen. Ngoài ra thì nó còn có màu xám nữa. Đầu tiên thì mình sẽ mở hộp để giới thiệu đến các bạn chi tiết về chiếc ốp màu vàng gold. Và cái màu đây cũng là cái màu được mọi người lựa chọn nhiều nhất khi mà cứ lựa chọn mẫu ốp lưng chống sốc Just Amon này. Và các bạn thấy ở đây thì từ tháng 1 năm 2016 thì Spear đã không sử dụng cái mã tem check trên sản phẩm chính hãng nên là không có cái tem check ở đây. Và đây là chi tiết về chiếc ốp lưng SCP Touch Armor cho Samsung Galaxy S7. Đây là sản phẩm có thể coi là bảo vệ máy tốt nhất hiện tại bây giờ nếu nhà bạn có trẻ nhỏ hay mình hay làm rơi rớt điện thoại và sử dụng trong một môi trường khắc nghiệt một chút. Thì đây có lẽ là sự lựa chọn tốt nhất bây giờ. Sản phẩm này là chống sốc theo cái tiêu chuẩn quân đội 5 sao luôn. Ok. Về thiết kế thì chiếc ốp lưng này vẫn gồm có hai phần có thể tách rời được với nhau như này. Tất nhiên là khi sử dụng các bạn không cần phải tháo rời ra như này. Bên trong này là một cái khung nhựa mềm. Cái khung nhựa mềm này được thiết kế khá là dày dặn và đặc biệt là ở cái phần viền này. Được thiết kế khá là dày. Đó, nó sẽ giúp bạn bò kín toàn bộ mọi cái góc cạnh xung quanh của thân máy này, từ mặt lưng, bên viền và ở các góc này được làm lõm vào theo cái công nghệ chống sốc air cushion của Spear. Điều này sẽ hạn chế cái việc tác động lên thân máy khi mà máy có rơi rớt xuống chạm xuống nền cứng, thì điều này sẽ phân tán cái lực không ảnh hưởng lên thân máy, vì hầu hết khi mà rơi rớt thì những cái góc máy của bạn thường sẽ va chạm đầu tiên. Ở bên trong này thì cũng có những cái rãnh thoát nhiệt để mình có thể sử dụng một thời gian dài hơn mà đỡ nó bị nóng quá máy. Đây là cái mặt sau lưng của nó. Spear có cái độ hoàn thiện rất là tốt, kể cả xung quanh cái camera như các bạn thấy hãng cũng được sơn bóng kim cương trông rất là đẹp. Đây là các cạnh viền. Sản phẩm này, cái khung viền được làm từ cái nhựa TPU, là một loại nhựa dẻo cao cấp có khả năng định hình rất là tốt mà các bạn có thể sử dụng trong một thời gian dài cũng không lo nó bị cong hay là bị vênh hay là giảo hay là biến dạng như silicone. Và hơn nữa là nó cho mình cái cảm giác cầm ở trên tay nó rất là chắc và không bị hề bị ọp ẹp. Còn phần ở bên ngoài, phần bên ngoài đây là một cái khung nhựa cứng nhìn rất là giống kim loại vì Spear sử dụng cái loại sơn giả kim hai lớp, được làm ở dạng giả kim loại trông rất là sang, và thứ hai là nó rất là sạch. Ở đây thì không để lại dấu vân tay cũng như không để lại dấu mồ hôi, tất nhiên cái khả năng chống cháy xước của nó sẽ tốt hơn. Lớp sơn này như Spear thông báo thì nó có độ bền gấp đôi so với những hãng sử dụng cái lớp sơn khác, và tất nhiên gấp khoảng 10 lần so với những hàng tương tự đến từ Trung Quốc. Và tất nhiên cái khung này được hoàn thiện cũng rất là đẹp. Và để sử dụng thì các bạn ráp hai phần này lại với nhau. Đó, sau đó gắn lên máy thôi. Rồi, ok. Đây, sau khi lắp lên. Cảm giác cầm đầu tiên, đó là cảm giác rất là an tâm, rất là chắc. Đảm bảo có thể bảo vệ hoàn hảo cái chiếc máy này. Tất nhiên phần camera đã làm cao lên hẳn rồi. Phím nguồn và các phím này được bấm rất là mềm và êm. Thậm chí cái viền màn trước này cũng được làm nhô cao hơn hẳn, để khi mình có vô tình làm rớt máy như này, hoặc là để mình di ở trên mặt bàn như này thì cũng không lo nó bị xước sát cái màn hình của mình. Được thiết kế rất là chính xác. Và đây là cái độ dày tổng thể của nó. Một chiếc ốp lưng, nếu đây là có thể coi là một chiếc dòng ốp lưng chuyên chống va đập, mà thiết kế rất là gọn, không bị quá lớn. Ở phía dưới các chi tiết được làm rất là chính xác. Và mình sẽ mở hộp cho các bạn xem luôn màu đen nữa. Đây là màu đen. Màu sắc ở đây là màu
khung phía sau này, còn tất cả cái khung nhựa mềm thì đều là bằng màu đen cả. Và mình đã giới thiệu xong bạn chiếc ốp lưng SCP Touch Armor chống sốc cho Samsung Galaxy S7. Để biết thêm thông tin chi tiết, giá cả mới nhất cũng như đặt mua chiếc ốp lưng này, các bạn vui lòng truy cập website lesang.vn hoặc gọi điện số hotline 0466708708 để đặt hàng. Lê Sang hỗ trợ chuyển hàng đi toàn quốc tại 64 tỉnh thành ở Việt Nam, hỗ trợ giao hàng và thu tiền tận nhà mà bạn không cần phải tốn trước bất kỳ khoản chi phí nào. Xin cảm ơn các bạn.